sự việc nhắc tới xảy ra vào khoảng 12 giờ 9 trưa ngày hôm qua ngày 21 tháng 10 và một phần diễn biến đã được camera hành trình của ô tô đánh dấu được. Theo đó, khi lưu thông qua đoạn trượt tư, nam thanh niên chạy xe công nghệ suýt bị ô tô đâm trúng. Ngay lập tức, anh này đã nhảy xuống đường, bỏ mặc hành khách bơ vơ phía sau rồi bắt gậy ba khúc chạy về phía ô tô định ăn thua với bác tài. Anh ta tỏ ra ác ôm ăn, tuy nhiên bác tài ô tô gần như không đáp trả. Một lúc sau, anh ta quay về xe rồi kế tiếp chở khách tới địa điểm cần đến. Va chạm giao thông, bác tài xe công nghệ bắt gậy cà khịa ô tô giữa trượt tư. Theo dõi đoạn clip, nhiều phần ý kiến đều tỏ ra bức xúc với hành vi nóng nảy, ác ôm ăn của thanh niên chạy xe công nghệ. Việc giải quyết mâu thuẫn sau đụng phải giữa trượt tư không chỉ khiến anh ta bắt gặp nguy hiểm mà còn gây ảnh hưởng tới tất cả các phương tiện đang nhập cuộc giao thông trên đường thời điểm đó.